thửa cho cái mặt hàng phủ veneer. Anh chị thấy là tất cả uốn lượn và cái góc cạnh rất là khó. Với cái độ lõm đã được phay bằng máy CNC. Đấy. Đây tốn rất là nhiều thời gian để hoàn thiện. Hôm nay với cái 100 triệu như đang thấy trên màn hình, ta có thể ngắn cái thời gian xuống còn. Đấy là đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có những cái phôi đã được phay định hình sẵn. Sau đó là chúng ta sẽ quét một cái lớp keo lên. Keo thì thật ra là có rất là nhiều loại keo. Đấy, lấy ví dụ là anh chị có thể nhìn thấy đây là một keo trên. Đấy. Này. Và cái mỗi loại keo đấy, ví dụ cái loại nhanh nhất thì chưa đến 2 phút đồng hồ anh chị đã hoàn thiện xong một sản phẩm, nhưng với những cái dòng keo thường anh chị có thể kéo dài đến 6 phút mới xong được một sản phẩm, đúng không? Thì thường thường đặc trưng của veneer là nó khá là giòn, cho nên là chúng ta phải xử lý cái veneer làm sao cho nó mềm đi, làm cho anh chị khi dán xong anh chị có thể bổ sung một số nước lên bề mặt bằng cách dùng các cái bình xịt hoa thôi, cây cảnh cũng được, mình xịt lên phía trên. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành hút chân không. Hút chân không thì để chúng ta bỏ cái màng silicone này xuống thì anh chị thấy là nó sẽ khít, và lúc đó khi mà chúng ta bật máy hút chân không lên thì nó sẽ lộ lên các cái hình của sản phẩm ở ngay bên dưới đây. Đấy, các hình sản phẩm sẽ được làm ngay dưới. Anh chị lưu ý cái chiều cao làm việc của nó có thể lên đến 400. Đấy. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta làm cái phôi cao một lúc 400. Lý do tại làm sao? Tại vì chúng ta phủ cái bề mặt, mà nhiều khi chúng ta cần phủ xử lý cả cái cạnh nữa, cho nên là chúng ta sẽ phải kê sản phẩm lên một chút. Nó tạo là cái lực hút nó dễ dàng hơn, đặc biệt là phía mép của cái sản phẩm. Cho nên là khi mà chúng ta phủ xuống là chúng ta có chân đế kê ở dưới đây rồi, đúng không ạ? Và ngay cả cả cái màng silicone thì nó sẽ ép, nó sẽ vần theo các cái vệt profile này. Đấy, thì trong một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ có cái sự thoái hóa của thay thế cái nhau, giá cũng dao động, có đắt có rẻ, thì cái đấy thì cụ thể khi mà chúng ta sản xuất chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Đấy, tôi chỉ đưa ra một cái mức giá ước lượng nó đâu đó từ 8 đến 16 triệu cho từng cái mẫu, rồi từng cái loại chất lượng, từng cái loại kích thước khác nhau để anh chị tham khảo, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta đã hạ cái này xuống thì ngoài cái việc hút chân không thì máy có một cái chế độ gia nhiệt từ dưới để làm cho cái keo này có thể chết nhanh hơn. Và anh chị lưu ý là cái nhiệt có thể lên tối đa tới 80 độ. Đúng không ạ? 80 độ. Ở đây chúng ta rồi. Thì thật máy khá là cơ bản, không có cái công nghệ quá cao hay là phức tạp trong cái quá trình vận hành và sử dụng. Đấy, nhưng mà cái giá trị mà nó mang lại thì lại là rất là cao, xứng đáng để chúng ta quan tâm và tìm hiểu thêm. Đấy, để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về sản phẩm cũng như giá thành tại thời điểm này, mời các anh các chị liên hệ trực tiếp với hotline đang hiện lên trên video clip. Rất vui lòng được phục vụ các anh các chị. Thay mặt công ty Đại Phúc Vinh CNC xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại các anh các chị trong các